Cổ động viên gào thét sung sướng khi biết các tỷ phú đang âm thầm làm điều này với huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam được giải cứu. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam khởi đầu Asian Cup 2023 đầy ấn tượng. Cho dù thua Nhật Bản, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Chu Dê vẫn ghi được 2 bàn và thể hiện lối chơi tự tin trước đối thủ được xem là ứng cử viên vô địch hàng đầu. Tuy nhiên, đúng vào lúc được ca ngợi và kỳ vọng, tuyển Việt Nam lại thua Indonesia trong thế trận bạc nhược. Trước đối thủ yếu hơn, các cầu thủ Việt Nam thậm chí không thể tạo ra cơ hội ghi bàn. Thất bại này khiến đội bóng của huấn luyện viên Chu Dê bị loại chỉ sau 2 loạt trận. Trước viễn cảnh trắng tay ở giải đấu hàng đầu châu lục cũng như ở các giải đấu khác và giao hữu trước đó, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chu Dê, dư luận một lần nữa nổi sóng trước thông tin về chuyện bầu Đức chi tiền tấn chiêu mộ huấn luyện viên Park Hang-seo về dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Một mối quan tâm lớn khác của người hâm mộ là câu hỏi: ai trả lương cho chiến lược gia người Hàn Quốc và mức độ đãi ngộ cụ thể là ra sao? Chúng ta biết rằng hiện tại công việc kinh doanh của bầu Đức không được tốt. Vừa qua thì Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức đã phải bán khách sạn nổi tiếng ngay trung tâm thành phố Pleiku. Mặc dù đã bán nhiều tài sản, nhưng Hoàng Anh Gia Lai còn nhiều khoản nợ khác. Tới giữa năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai còn nợ 8.085 tỷ đồng. Có nghĩa là những áp lực đến với bầu Đức rất là nhiều. Nếu bầu Đức phải chi trả thêm tiền lương cho ông huấn luyện viên Park Hang-seo, thì sẽ rất khó khăn với ông bầu của Hoàng Anh Gia Lai. Biết được điều này, hàng loạt tỷ phú Việt Nam đồng loạt lên tiếng đứng ra bảo trợ tuyển Việt Nam, sẵn sàng chung tay cùng bầu Đức, chi hàng nghìn tỷ đồng trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ sẵn sàng thể hiện trách nhiệm với bóng đá nước nhà bằng cách trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo, chỉ cần VFF chiêu mộ vị huấn luyện viên người Hàn Quốc. Theo bầu Đức, hiện tại ông và Hoàng Anh Gia Lai đang rất khó khăn, nhưng do tình yêu với bóng đá nên ông vẫn sẵn sàng tài trợ cho VFF trả toàn bộ tiền lương cho ông Park Hang-seo và nghiên cứu tìm cách xốc lại đội tuyển. Nhiều nguồn tin tiết lộ tỷ phú Phạm Nhật Vượng có những động thái tái đầu tư vào nền bóng đá Việt Nam. Tập đoàn Vingroup mong muốn cùng Hoàng Anh Gia Lai trả tiền lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo mà không đòi hỏi quyền lợi gì khi tham gia tài trợ cho bóng đá Việt Nam. Trả lời truyền thông, một lãnh đạo Vingroup xác nhận, bóng đá Việt Nam hiện tại có nền tảng về lứa cầu thủ giỏi như Nguyễn Đình Bắc, Phan Tuấn Tài hay Nguyễn Thái Sơn, nhưng không có thầy giỏi. Ước mơ tham dự World Cup mấy chục năm, khát khao chiến thắng Thái Lan đã thôi thúc tỷ phú Phạm Nhật Vượng tái đầu tư vào bóng đá. Bầu Đức đã tìm ra một huấn luyện viên giỏi như ông Park Hang-seo để dìu dắt đội tuyển. Tiền lương của ông ấy không phải là vấn đề. Với tiềm lực kinh tế vững mạnh, tập đoàn Vingroup sẵn sàng hỗ trợ trả lương cho ông Park. Nếu huấn luyện viên Park Hang-seo quay trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, tập đoàn Vingroup sẽ gửi tặng riêng huấn luyện viên Park Hang-seo một căn nhà mang phong cách Hàn Quốc trị giá 2,3 tỷ đồng và một chiếc ô tô cùng nhiều vật phẩm giá trị khác. Nếu không chiêu mộ nổi huấn luyện viên Park thì người hâm mộ chắc chắn sẽ rất thất vọng và câu hỏi nhãn tiền sẽ là đội tuyển Việt Nam liệu có giữ được vị thế hiện nay của mình hay không? Chứ chưa thể nói tới việc có tiếp tục đi xa hơn nữa. Chúng tôi tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm, tầm nhìn và tình yêu dành cho bóng đá Việt Nam, tập đoàn Vingroup sẽ tiếp nối tinh thần và sứ mệnh của bầu Đức nhằm đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn trong tương lai. Chưa dừng lại ở đó, tập đoàn Vingroup cũng sẽ chi trả toàn bộ số tiền cho đội ngũ trợ lý của ông Park. Số tiền để trả cho đội ngũ trợ lý người Hàn Quốc cũng không kém số tiền lương mà Vingroup phải trả cho huấn luyện viên Park. Năm 2018, tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng chính là đơn vị tổng tài trợ mua bản quyền cho hai giải là vòng chung kết World Cup và ASEAN 2018, khi các đài ở Việt Nam gặp khó khăn trong việc đàm phán. Thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm qua không thể không kể đến công sức của ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài những khoản chi cho VFF trả lương, ông còn là người xây dựng nên cái nôi để phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng của bóng đá nước nhà như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, những cầu thủ trẻ được đào tạo tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai từ khóa 1 của bầu Đức. Có thể khẳng định, chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai là người luôn góp sức, góp công cho bóng đá Việt Nam. Chuyện Vingroup quay trở lại làm bóng đá khiến nhiều người kỳ vọng sẽ mang lại trái ngọt cho nền bóng đá nước nhà. Nhiều người hy vọng trong tương lai, bên cạnh những bầu Đức, bầu Hiệt, sẽ có thêm một bầu Vượng để cùng tiếp sức, chia lửa, đem lại niềm tự hào cho hàng triệu con tim yêu trái bóng tròn. Biết được thông tin này, hàng ngàn người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã dốc lòng chia sẻ tâm tư nguyện vọng của mình và bày tỏ lời cảm ơn đối với bầu Đức và bầu Vượng. Một khán giả bình luận, sự vực dậy của nền bóng đá Việt Nam như hiện nay phải ghi nhớ công lao của bầu Đức.
bầu Đức rất hào phóng cho bóng đá Việt Nam. Hiện tại ông Chu Dê đã làm hỏng toàn bộ bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ. Tay này chỉ nói phét mà thôi. Ông ấy không xứng đáng làm huấn luyện viên đội bóng làng ở quê tôi, chứ đừng nói là làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Cảm ơn tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tôi ủng hộ cái tâm cái tầm của bầu Vượng. Ông đã làm tất cả, chi nhiều kinh phí để bóng đá Việt Nam phát triển. Cảm ơn ông Phạm Nhật Vượng, ông đã làm điều kỳ diệu, nâng tầm bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ thật hạnh phúc vì có một người tuyệt vời như ông. Không chỉ có người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tờ Siam Sport vừa có một bài viết ca ngợi về tập đoàn Vingroup. Bài báo Thái với tiêu đề, nhà hảo tâm giàu có này sẽ giúp bóng đá Việt Nam nổi bật ở châu Á, với nội dung về sự đầu tư cho bóng đá của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Nhắc đến những nhân tố làm nên sự thành công cho nền bóng đá Việt Nam hiện tại, nhà báo Thái Lan nhận định, tầm quan trọng cũng như nhân tố hậu thuẫn phía sau, đặc biệt là những nhà hảo tâm. Bài báo cho rằng, Thái Lan cần tìm hiểu kỹ về đội tuyển quốc gia Việt Nam để dễ dàng hơn khi đụng độ về sau. Vấn đề của Việt Nam không chỉ đến từ phép màu mang tên Park Hang-seo hay các nhà tư vấn huấn luyện từ Hàn Quốc khác, mà còn đến từ nhiều người đóng vai trò quan trọng giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Khi nhắc đến việc trả lương chiêu mộ huấn luyện viên Park Hang-seo của Phạm Nhật Vượng, bài báo nhận định, đây là một bước ngoặt lớn của nền bóng đá Việt Nam. Phần sau bài báo, Siam Sport đã có những lời vàng ngọc cho tập đoàn Vingroup cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Mấy ai có thể nghĩ ông chủ Vingroup, người đã mang lại mối lợi lớn cho bóng đá Việt Nam, từng rất khó khăn. Nhưng khi có tiền trong túi, ông đã tìm cách trao cơ hội cho các tài năng trẻ Việt Nam. Năm 2023, ông ấy được coi là người giàu nhất Việt Nam với hàng chục nghìn tỷ đồng. Thêm vào đó, tờ báo này còn đề cập đến tiểu sử và con người kinh doanh thành công của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng lời kết. Từ kinh doanh mì ăn liền tới xây dựng một trung tâm bóng đá chất lượng hàng đầu và giờ là chung tay cùng ông bầu Đoàn Nguyên Đức tài trợ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thay đổi cuộc sống của mình từ khó khăn tới thành công và giờ ông mong bóng đá nước nhà cũng đạt được thành công. Ông muốn thấy các tài năng bóng đá Việt Nam có thể theo đuổi giấc mơ của họ. Đội tuyển Việt Nam đừng rời Asian Cup trong thế cúi đầu. Đội tuyển Việt Nam đã hết cơ hội đi tiếp ở Asian Cup năm 2023. Nhưng huấn luyện viên Chu Dê và học trò quyết chia tay giải đấu bằng một trận đấu hay trước Iraq diễn ra vào lúc 18h30 phút hôm nay, ngày 24 tháng 1. Không từ bỏ, đó là thông điệp được huấn luyện viên Philippe Chu Dê lặp lại ở những buổi tập đã qua. Đội tuyển Việt Nam đã đi trên chuyến tàu lượn cảm xúc từ những khoảnh khắc thăng hoa trước Nhật Bản cho đến nỗi đau sau thất bại trước Indonesia. Bản lĩnh, chất lượng chuyên môn và năng lực thích nghi với hoàn cảnh mới là ba chân của một chiếc kiềng nếu giữ một đội bóng ở lại cuộc chơi. Đội bóng của huấn luyện viên Chu Dê đã mất thăng bằng bởi chưa hội tụ đủ những yếu tố nói trên, mà chỉ có một chút xúc cảm hiếm hoi được tạo ra từ những cầu thủ trẻ háo hức trong lần đầu ra biển lớn. Khi cảm xúc của một trong những cầu thủ trẻ nhất giải bị bóp nghẹt bởi áp lực và nỗi thất vọng khi sớm phải dừng cuộc chơi, đội tuyển Việt Nam còn lại gì để đấu với Iraq? Trong bối cảnh lối chơi kiểm soát vẫn là khái niệm mơ hồ mà các học trò của ông Chu Dê chưa thể định hình, chưa bàn đến việc sẽ đá theo cách nào, đội tuyển Việt Nam buộc phải vực dậy tinh thần. Đó là cội nguồn cho lời động viên mà chiến lược gia người Pháp dành cho học trò những ngày qua. Phải có tinh thần tốt, tái tạo lại khát vọng và sẵn sàng lao vào cuộc chiến với động lực nguyên vẹn, đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội chống đỡ trước Iraq. Bởi dù đã chắc suất nhất bảng, nhưng có lẽ Iraq sẽ không buông xuôi. Hãy nhìn cách Qatar dù đã chắc ngôi đầu nhưng vẫn chơi áp đảo trước đội tuyển Trung Quốc để thấy. Các đội tuyển mạnh sẽ đá hết mình ở mọi trận đấu nhằm tạo nhịp tâm lý ổn định cho những vòng sau. Ngoài ra thắng để giữ thứ bậc cho bảng xếp hạng FIFA, khát vọng chứng tỏ của những cầu thủ dự bị sẽ được ra sân ở trận này là những xung lực thúc đẩy Iraq đá hết mình trước đội tuyển Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Quang Hải cùng đồng đội cũng có thừa động lực để chơi quyết tâm. Đó là mong muốn rời Asian Cup bằng một trận đấu đẹp, sốc lại tinh thần cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026, nơi đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu rất quan trọng với Indonesia vào tháng 3, sau đó là tái đấu chính Iraq. Bên cạnh đó, với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình đội tuyển Việt Nam hiện tại, mỗi trận đấu là một món quà. Chơi một trận song phẳng và tích lũy kinh nghiệm trước đội mạnh như Iraq là cơ hội để U23 Việt Nam có thêm vốn cho vòng chung kết châu Á sau đây 3 tháng. Điều chỉnh của ông Chu Dê. Để nâng cấp màn trình diễn so với trận thua Indonesia hay với chính thất bại trước Iraq cách đây 3 tháng, huấn luyện viên Chu Dê cần điều chỉnh.
Trước tiên về con người, chiến lược gia người Pháp sẽ đón chào Đình Bắc trở lại. Chân sút sinh năm 2004 đã chơi rất hay trước Nhật Bản trong vai trò tiền đạo lùi. Gặp đội bóng chơi kỷ luật như Iraq, đội tuyển Việt Nam cần một mũi lao dám cầm bóng đột phá và lướt đi đầy táo bạo như Đình Bắc. Hùng Dũng có thể được trở lại để gia cố tuyến giữa cùng với Tuấn Anh và Thái Sơn. Với một hàng tiền vệ chắc chắn và nhịp nhàng, học trò ông Chu Dê mới có thể duy trì sức chiến đấu thay vì bị đối thủ nuốt chửng ở trung tuyến. Đội tuyển Việt Nam cũng cần tăng khả năng tranh chấp, va chạm. Trong trận thua Iraq 3 tháng trước, Tuấn Anh cùng đồng đội chỉ giành chiến thắng 40% các pha tranh chấp trong cả trận. Tính riêng bóng bổng, tỷ lệ tranh chấp thành công của Việt Nam là 32%. Sức bền là vấn đề lớn, bởi theo thống kê, trong 15 đến 20 phút cuối của trận đấu này, đội tuyển Việt Nam mất kiểm soát hoàn toàn bởi cầu thủ đã kiệt sức, không theo kịp đối thủ. Đội tuyển Việt Nam đã rèn nhiều bài tập cho trận gặp Iraq, trong đó có những bài đặc trưng của môn boxing để tăng sức va chạm, rèn cơ bắp thân trên, cải thiện khả năng giữ thăng bằng. Dù những bài tập này khó nâng trần thể lực và sức mạnh đội tuyển Việt Nam chỉ trong vài ngày, nhưng cho thấy quyết tâm cùng sự chuẩn bị nghiêm túc của thầy trò ông Chu Dê cho trận gặp Iraq. Tất cả với mục đích rời Asian Cup bằng lời chia tay đẹp, nhằm tạo động lực và niềm tin cho chặng đường dài mà đội tuyển Việt Nam phải bước tiếp. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.